tổng hợp những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống. Mời các bạn cùng xem nhé! Nỗi đau lớn nhất đời người là con cái muốn báo hiếu, nhưng cha mẹ không còn nữa. Bi kịch lớn nhất đời người là nhà chưa giàu, người đã ra đi. Và đáng thương nhất đời người là vào lúc chiều tà mới ngộ ra mình đáng ra nên làm những gì. Cuộc sống cũng giống như con tàu đang di chuyển trên đường ray. Bạn không bao giờ được phép quay đầu lại, mà chỉ có thể tiến về phía trước. Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. Con đường đi tới thành công không bao giờ thẳng, phải trả giá bằng những ngã rẽ sai lầm nhiều lần, bạn mới có thể chọn được con đường đúng nhất. Phải thất bại nhiều lần, bạn mới chạm được đến thành công. Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi. Bốn nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Đừng nhầm lẫn tính cách của tôi và thái độ của tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn. Nếu có người lăng mạ nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem, giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? Bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó gọi là bản năng. Kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh. Trả thù không thể hóa giải thù hận, chỉ có khoan dung, tha thứ mới có thể làm được việc đó. Hãy cố gắng để cuộc sống của chính mình được thanh thản. Sự lợi hại thực sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc bạn gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết bạn. Trưởng thành không phải là khi ta nói về những điều lớn lao, mà là khi ta hiểu được những điều nhỏ bé. Thành công không phải là chưa từng thất bại, mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cô đơn không phải là khi ta ở một mình, mà là khi ta ở giữa đám đông, nhưng vẫn cảm thấy cô độc.